Đêm ngày 28 tháng 5, MU bị dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng hạ Fulham 2-1 ở vòng 38 Premier League. Với tâm lý thoải mái, MU và Fulham nhập cuộc đầy cởi mở. Chủ nhà tạo thế trận mình hơn nhưng Fulham mới là đội có bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định. Phút 19, cả Harry Maguire và Casemiro bị hút vào vị trí của Alexander Mitrovic. Kenny Tete thoải mái băng vào đánh đầu, hạ David De Gea. Đến phút 26, Maguire một lần nữa mắc lỗi với đường truyền tạo cơ hội cho Fulham phản công. Mitrovic nhận nhiệm vụ nhưng không thể thắng De Gea từ cự ly 11m. De Gea có pha cản phạt đền đầu tiên tại Premier League sau 9 năm. Khoảnh khắc tỏa sáng của De Gea giúp tinh thần của chủ nhà lên cao. Quỷ điệp dồn ép đối thủ trong phần còn lại của hiệp 1. Casemiro cố gắng sửa sai cho đội trưởng nhưng không thành. Sau hàng loạt cơ hội bị Marcus Rashford, Alejandro Garnacho bỏ lỡ, MU cũng có bàn gỡ hòa sau sai sót của hàng thủ Fulham. Tete ghi bàn mở tỷ số nhưng cũng chính anh có pha tắc bóng lỗi, tạo cơ hội cho Jadon Sancho dứt điểm tận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 39. Sang hiệp 2, MU vẫn duy trì được sự chủ động.